Còn trên thế giới, tổng số ca mắc COVID-19 đang tiến sát mốc là 10 triệu, trong đó Mỹ và Brazil tiếp tục là hai nước đứng đầu về số ca mắc, lần lượt là hơn 2,5 triệu và hơn 1,3 triệu ca. Hiện số trường hợp tử vong trên toàn cầu cũng đang tiệm cận với mốc là 500.000 ca. Số ca đã bình phục chiếm hơn 50% tổng số ca mắc toàn cầu. Tại Mỹ, tình hình dịch đang tăng mạnh trở lại, thậm chí có những ngày đạt đỉnh số ca mắc mới. Nhiều bang đã tạm dừng kế hoạch mở cửa. Khu vực Mỹ Latin hiện là điểm nóng toàn cầu mới. Đáng chú ý, các chợ buôn bán thực phẩm chính là những ổ dịch lây lan lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Trung Quốc, đặc biệt là tình trạng tái bùng phát dịch ở thủ đô Bắc Kinh, nhiều người Trung Quốc đã nộp đơn xin cư trú dài hạn tại Thái Lan, đất nước được đánh giá cao trong công tác chống dịch COVID-19. Theo tờ Nikkei Asian Review, kể từ tháng 2 và đặc biệt là trong những tuần gần đây, số lượng người Trung Quốc nộp đơn xin cấp thẻ đặc quyền cư trú ở Thái Lan đã tăng đột biến, trong số đó có cả những người chưa từng tới Thái Lan. Loại thẻ này cho phép người đăng ký có thể tái gia hạn thị thực lên tới 20 năm cùng nhiều ưu đãi khác cho những người có đủ khả năng chi trả với mục đích là thu hút đầu tư nước ngoài vào Thái Lan. Hiện Trung Quốc tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới, trong khi hơn một tháng qua, Thái Lan không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, Ấn Độ, điểm nóng về năng lực đối phó với COVID-19, đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày cao kỷ lục là 17.000 ca. Hiện Ấn Độ đã là ổ dịch COVID-19 lớn thứ tư trên toàn thế giới. Số ca mắc được dự đoán sẽ tăng đều ở Ấn Độ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng trong vài tuần tới, Ấn Độ có thể vẫn chưa đến đỉnh dịch. Số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh chóng tại các thành phố lớn, bao gồm thủ đô New Delhi và đẩy các bệnh viện vào tình trạng quá tải. Thủ đô New Delhi đang gấp rút xây dựng các bệnh viện dã chiến. Chính quyền một số bang của Ấn Độ cũng đang cân nhắc áp đặt các biện pháp phong tỏa mới.